Anh em ăn phở phải không? Hai anh em đang ăn phở phải không? Anh Thắng, anh Vũ tóc anh chân ngắn rồi sao cái đầu anh tóc bay dữ hả? Anh qua đây ngồi nè anh. Anh qua đây ngồi ngồi với anh nghiêm nè. Tóc thổi bù xù hết trơn à. Muốn tóc cho êm êm đi anh. Chia sớt cho em trai ha. Rồi. Trời ơi, chị sớt cho em nữa. Chân nào cũng qua nhà nó và học tiền. Anh em tay bắt mặt mừng coi. Có thùng rác ở dưới anh. Giờ anh chạy trước đi anh. Ủa anh Thắng, anh Nghiêm biết chạy xe Honda không anh Thắng? Tôi tự nhiên em quên luôn rồi anh. Trống trong chân anh. Chưa, bây giờ. Rồi thì đứng lại nè. Rồi xin chào anh Nghiêm đi, bye bye anh nha. Bye bye anh Nghiêm đi anh Thắng. Ôm, anh em ôm nhau, anh em ôm nhau. Anh em ôm nhau. Ôm cái ngực á, ôm cái ngực cài với cái ngực á. Dạ đó, dạ đúng rồi đó, đúng rồi đó. Rồi bye bye chưa? Em về nhanh Nghiêm. Bye bye anh nha. Dạ đó, dạ đúng rồi đó, đúng rồi đó.